Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã giám sát về chính sách khuyến khích xã hội hóa ở thành phố Dĩ An. Chủ trì buổi giám sát có bà Trần Thị Minh Hạnh, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi giám sát, thành phố Dĩ An cho rằng địa phương có mật độ dân số cao nhất tỉnh công tác xã hội hóa tuy đã đạt được những kết quả tích cực song vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu của người dân cũng như những chính sách khuyến khích của nhà nước vì vậy địa phương đã kiến nghị với đoàn giám sát về những khó khăn khiến cho công tác xã hội hóa còn chậm trước hết là về quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế và còn bất cập trồng chéo với quy hoạch ngành bên cạnh đó chế độ chính sách chưa đồng bộ thiếu và chậm hướng dẫn cụ thể đặc biệt là cơ chế hoạt động của các trường ngoài công lập cơ chế tài chính, học phí, tuyển dụng, cơ cấu giá dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, luật quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản của Trung ương không đề cập đến cụm từ xã hội hóa, do đó không thể cho thuê, liên doanh, liên kết khi sử dụng tài sản công là đất đai. Kết luận buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả xã hội hóa trên các lĩnh vực mà thành phố Dĩ An đã đạt được thời gian qua, đồng thời ghi nhận những khó khăn và vướng mắt mà địa phương đang gặp phải qua đó tỉnh sẽ sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn để các địa phương chủ động hơn trong công tác xã hội hóa